Vlog kỳ này mình sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm thuê nhà ở Vancouver của mình. Mong là nó sẽ giúp ích cho mọi người trong hành trình tìm nhà ở Canada nha. Trước tiên thì mình cũng muốn giới thiệu về bản thân mình một tí. Mình ở Vancouver tới đây cũng được 5 năm rồi. Thì bây giờ năm nay là bước sang năm thứ 6 rồi mọi người. Mình chuyển nhà được 4 lần rồi mọi người tin không? Là mình tới Vancouver vào năm 2018. Năm đó là mình ở homestay 1 năm. Sau đó thì năm 2019 là mình chuyển ra, mình ở với lại bạn mình. Mình ở đó 2 năm. Cho tới năm 2021 thì mình chuyển sang một cái căn basement, một phòng ngủ. Mình ở 1 năm. Tới năm 2022 thì mình chuyển đi lên trên, đây là East Van. Mình chuyển lên cái căn land warehouse 2 phòng ngủ. Và mình ở tới bây giờ là tính ra được 2 năm rồi đó. Nói chung là cũng có rất là nhiều thứ xảy ra mọi người ạ. Mình cũng gom góp được khá khá kinh nghiệm để chia sẻ với mọi người. Trước khi mình chia sẻ mấy cái tips tìm nhà thì mình cũng muốn giới thiệu sơ cho mọi người biết về các thể loại nhà ở Vancouver nó như thế nào. Thì mình nghĩ là nó sẽ chia ra làm 3 loại chính. Loại thứ nhất là nhà riêng lẻ. Thì mọi người sẽ rất là dễ thấy ở đây người ta có nhà xong người ta cho mình thuê một cái unit, một phòng ngủ hoặc là 2 phòng ngủ, nhiều khi là có luôn 3-4 phòng ngủ luôn cũng có. Ngoài ra thì người ta cũng có cho thuê land warehouse là cái nhà nhỏ phía sau á. Loại thứ hai thì là townhouse. Thì loại này cho mọi người dễ tưởng tượng thì nó giống như là nhà trong cái khu tập thể vậy á. Là nó cũng là nhà ở dưới mặt đất nha, nhưng mà mình sẽ được nguyên một căn riêng lẻ luôn, rất là riêng tư. Nhưng mà mình sẽ phải xài cổng chung nè, mình sẽ có parking lot chung, mình sẽ có bãi rác đồ chung này kia, hòm thư cũng chung luôn. Và loại cuối cùng đó chính là chung cư. Mọi người sẽ rất là dễ tìm những cái chung cư low rise là từ 6 cho đến 10 tầng, hoặc là chung cư mà cao tầng hơn nữa là 20-30 tầng. Thì ở bên đây cũng có khá là nhiều, rất là phổ biến. Thì đó là tổng cộng 3 thể loại nhà ở đây. Tiên khi mà mọi người đi tìm nhà, mình muốn mọi người chuẩn bị sẵn cho mình một vài thứ. Thứ nhất là mọi người muốn cái nhà của mình ở location nào, ở cái vị trí nào. Vị trí rất là quan trọng luôn nha mọi người. Ở Việt Nam thì mọi người có thể đi xe máy đi đến mọi nơi vậy đó, nhưng mà qua Canada này nói chung thì cái phương tiện công cộng mình sẽ sử dụng là hầu hết. Nên nếu mọi người đến Vancouver thì nên ưu tiên ở những cái chỗ nào mà gần SkyTrain, gần tàu điện á mọi người. Tại vì tàu điện lúc nào nó cũng sẽ nhanh hơn bus. Thì nếu mà được lựa chọn mà giữa cái việc mà nhà gần tàu điện với lại nhà gần bus thì mọi người nên chọn gần tàu điện hơn. Đối với du học sinh thì mình khuyên mọi người nên ưu tiên những cái chỗ nào mà gần cái trường học của mình. Mình nghĩ là nếu mà di chuyển cỡ dưới 20 phút hoặc là trong vòng 30 phút là ok. Ngoài ra thì mọi người trước khi tìm nhà thì cũng nên biết trước được là mình muốn ở cái loại nhà nào, chi phí là bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ nói về giá nhà sơ của Vancouver. Giá nhà cho một phòng ngủ ở Vancouver hiện tại dao động rất là cao. Mọi người có thể tìm được từ 700 cho đến 1.500, tùy theo là mọi người share nhà với bao nhiêu người. Ngoài ra nếu mà mọi người có nhu cầu mà ở một phòng riêng, chỉ có một mình duy nhất, có bếp và có phòng khách riêng luôn, thì giá nhà hiện tại từ 1.300 cho đến 3.000. Mà nếu mọi người ở downtown thì chắc nó sẽ càng cao hơn nữa. Và nhà mà mình đang nói trên là nhà hoàn toàn trống, không có một nội thất gì. Nếu mà mọi người thuê nhà có nội thất thì giá sẽ cao hơn nữa. Ok, bây giờ mình sẽ lên marketplace, mình lấy một vài ví dụ cho mọi người xem. Căn phòng này là 700 đô mọi người ạ. Thì cái này mọi người sẽ dễ dàng thấy được. Đây là một cái căn basement, đây là một phòng share với một người, có giặt ủi. Nó đang ở về phía nam ở Vancouver, mọi người có thể thấy là 6171 Fraser Street. Một ví dụ khác, đây là một căn studio, một phòng ngủ, 1.500. Studio thì mọi người biết, từ đầu tới cuối, mở cửa ra nó chỉ có một cái không gian duy nhất. Đây là cái sơ đồ của cái căn nhà. Nhưng mà bị một cái là căn này nằm ở Surrey mọi người. Thì đây là cái bản đồ, mình sẽ khoanh tròn những cái khu vực mà du học sinh mình rất hay ở Vancouver. Thì càng gần về downtown thì giá nhà sẽ càng mắc. Mọi người có thể sẽ tìm được những cái căn share phòng nhưng có thể share lên tới 2.000 một người hoặc là hơn nữa. Tiếp nữa, khi mà mình đã nói về giá thì mình sẽ phải nói kỹ hơn là mình có thể có những cái chi phí khác nó phát sinh.
Khi mà mình xem nhà thì mình đặc biệt phải lưu ý kỹ là nó có gồm tiền điện, tiền nước, tiền mạng và tiền giặt ủi vào trong nhà chưa. Và cái mà có thể tốn tiền tiếp theo đó là khi mà mọi người thuê nhà condo, là thuê nhà chung cư, thì có thể chủ nhà sẽ phải bắt buộc mình là phải mua bảo hiểm cho người thuê nhà. Và cũng là mình ở chung cư hoặc là townhouse, quản lý tòa nhà thường sẽ trả tiền dọn ra và dọn vô. Có những cái tòa chung cư mà người ta không có bãi giữ xe cho mình kèm theo, mình sẽ phải thuê cái chỗ giữ xe đó. Đó là một cái chi phí mọi người nên cân nhắc nếu mà mọi người xe. Một điều quan trọng là mình muốn nói với mọi người là tình hình nhà cửa ở Canada nói chung rất là cạnh tranh, đặc biệt là ở hai thành phố lớn như là Vancouver với lại Toronto. Nên là cái việc mà nhiều người muốn thuê một căn là nó có thể xảy ra và xảy ra rất thường xuyên. Mọi người phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý là không phải mình muốn thuê căn đó là mình thuê được, tại vì chủ nhà có rất là nhiều sự lựa chọn và người ta luôn muốn chọn những cái người mà gọi là cái năng lực chi trả cao nè, có reference tốt, có bằng cấp thu nhập ổn định, thì cái người đó sẽ dễ dàng lấy được cái căn nhà so với những cái du học sinh như tụi mình, đúng không? Và đây là một số tiêu chí tìm nhà của mình. Mình xếp thứ tự từ cao tới thấp, mọi người xem tham khảo nha. Quá trình tìm nhà thường sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng. 2 tuần đầu thì mình sẽ tranh thủ đi xem nhà nhiều nhất có thể và nộp đơn những cái căn nào mà mình muốn thuê. Sau đó mình sẽ đợi kết quả trong 1 tuần. Và tuần cuối cùng thì mình sẽ ký cái hợp đồng đặt cọc nhà. Đầu tháng sau thì mình sẽ dọn vào nhà mới thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vào với bước tìm nhà. Thì khi nào thì mình sẽ nên tìm nhà mọi người? Mình nên tìm nhà trước 1 tháng. Thường thì chủ nhà sẽ đăng cái tin cho thuê vào đầu tháng, xong rồi sẽ cho xem nhà từ 1 đến 2 tuần và dành 1 tuần tiếp theo để tìm ra cái ứng viên để cho thuê nhà. Và 1 tuần cuối cùng là thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng và đặt cọc nhà, cũng như là đóng tiền cái tháng đầu tiên. Nên mình khuyên mọi người là nên đi tìm nhà trước 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi gì đó. Nói chung là bây giờ mình tìm quá sớm thì thường nó sẽ là những cái căn mà available bây giờ luôn, mà nếu mà mình không dọn vào kịp so với những người mà người ta muốn dọn vào ngay lập tức thì chủ nhà sẽ ưu tiên những người đó hơn. Và tìm nhà ở đâu? Mình thích tìm nhất là ở trang Craigslist. Thì ở trang này mọi người có thể tìm thấy được tất cả các loại thể loại nhà ở đây. Nói chung là có scam cũng có, mà có người cho thuê đàng hoàng cũng có. Nên là mình phải xem rất là nhiều và chọn lọc rất là nhiều ở trên đó. Mọi người cũng phải cẩn thận một tí, ở đâu cũng có scam. Ngoài ra thì mọi người có thể lên Facebook Marketplace, các trang khác như là Vansky hoặc là những cái trang này, mọi người có thể lên xem. Mình thì mình sử dụng chủ yếu là Craigslist với lại Facebook Marketplace. Hơn nữa, nếu mà mọi người muốn thuê nhà của người Việt thì nên lên những cái group người Việt ở cái thành phố mọi người ở. Ví dụ như mình ở Vancouver thì mình lên group người Việt ở Vancouver trên Facebook, xong rồi mình đăng tin là tìm nhà, hoặc là mình search những cái keyword giống như là nhà cho thuê ở Vancouver, nhà cho thuê ở Burnaby, xong rồi nó sẽ hiện ra hàng loạt, rồi mình sẽ tự liên hệ qua lại với lại chủ nhà để mà tìm hiểu. Đối với cái việc mà tìm nhà, mình có một cái tip kiểu như là mỗi buổi sáng mọi người nên lên tìm liên tục, tại vì cái tốc độ mình đi xem nhà cũng rất là quan trọng. Thí dụ như là căn đó nó vừa đăng, mình cảm thấy quá ưng đi, mình nhắn tin sớm và mình đi xem liền luôn, thì nhiều khi là chủ nhà kiểu cảm thấy ấn tượng với cái người đi xem đầu tiên nhất, thì người ta sẽ nhớ đến mình, cái hồ sơ của mình nó sẽ nổi bật khi mà mình đăng ký vô cái căn nhà đó. Một số tips dành cho mọi người. Đầu tiên nhất là về vị trí khi mà mình đi xem nhà. Tuy là mình đã Google Map trước đó rồi, nhưng mà khi mà mình đi xem cũng nên xem thực tế là nó có thuận tiện để mà mình đi, mình di chuyển tàu điện, mình di chuyển bus, hoặc là nó nằm ở trong cái khu phố an toàn không, nó có nhiều đèn không. Mà tốt nhất là mọi người nên đi xem cái căn đó ban ngày, xong rồi ban đêm mình dạo thêm lần nữa vòng vòng khu đó, mình xem thử coi ban đêm ok không. Tiếp theo thì mọi người nên xem xét một số thứ khi mà mình đến nhà. Mọi người nên xem thử xem là nó cách âm có ổn không, với lại xem xét thử coi những cái hàng xóm mà ở chung vách của mình á, hỏi xem người ta có thói quen sinh hoạt như thế nào, làm nghề nghiệp gì càng tốt.
Tại vì sao mình nói như vậy? Mọi người có nhớ là mình đã từng ở một căn, một phòng ngủ basement trong một năm sau mình phải dọn đi không? Tại vì lúc mà mình dọn vô á, mình không hỏi kỹ chủ nhà là có con nít hay không. Xong tới khi mà dọn vào rồi á, thì cứ 4-5 giờ sáng là em bé khóc. 4-5 giờ sáng là em bé khóc. Thì mình chịu đựng hết một năm xong mình phải dọn ra. Tại vì mình không ngủ được, mình không có chịu được đó mọi người. Và cái tiếp theo mọi người nên cân nhắc khi mà đi xem nhà, đó là về vấn đề ánh sáng. Mọi người biết ở Canada thì mùa đông của tụi mình ban ngày rất là ngắn. Tại vì 8 giờ sáng trời mới bắt đầu sáng, 4 giờ chiều là trời bắt đầu tối rồi. Cái ngày nó ngắn thì nó không nói gì mà nó còn âm u nữa. Thì tóm gọn lại là cái việc mà trầm cảm vào mùa đông là rất rất là dễ xảy ra. Nên khi mà mình đi xem nhà, mình nên xem kỹ cái hướng nhà của mình nó như thế nào. Khuyên là mọi người nên xem những cái hướng nhà như là hướng nam, hướng đông hoặc là hướng tây. Nói chung là hướng nào mà có mặt trời nó chiếu vào nhà. Đừng như mình. Cũng là mình đi xem cái căn basement đó mọi người. Mình đã không lường trước cái chuyện có em bé thì đó là một cái chuyện bất cập đây nha. Mà cái này là mình biết trước nè, cái này là mình biết nè. Lúc mà mình đi xem nhà, mình đi xem vào ban đêm, mình thấy cửa sổ to lắm, mình thích lắm. Nên là mình nghĩ là dù nó ở dưới basement chắc nó cũng sẽ không sao đâu. Nó sẽ rất là ổn, vẫn sẽ có nắng vào, vẫn sẽ có đủ vitamin D. Nhưng không nha mọi người, cửa sổ tuy dài cả 2 mét, nhưng cái hướng nhà lại là hướng ra hướng gì mà không có nắng á, hướng bắc. Không có một miếng nắng nào vào nhà hết. Là dù mọi người có mở toang cái cửa sổ đó ra, nó cũng kiểu âm u vậy đó. Nó kiểu bóng mát á. Trầm cảm lắm. Khi mà mình bước vào nhà mình đi xem, mình cũng phải xem kỹ là mọi thứ nó có hoạt động ok hay không. Đặc biệt là xem thử coi là cái máy giặt nó nằm ở đâu, có tiện cho mình hay không. Xem thử coi là cái loại sưởi của nó là loại sưởi sàn hoặc là sưởi mà có cái thanh ngang á. Thì cái thanh ngang đó thì nó sẽ sưởi lâu hơn, xong rồi có thể là tốn điện hơn nữa. Cái sưởi sàn thì nó sẽ ấm hơn. Với lại hỏi kỹ xem là chủ nhà sẽ để lại những cái gì cho mình. Có những chủ nhà thì sẽ để lại microwave cho mình chẳng hạn, hoặc là TV hoặc là sofa gì đó cho mình, thì mình cũng nên hỏi. Và cuối cùng, nếu mà mọi người ưng cái căn nhà đó thì mình sẽ phải điền một cái form giấy giống như vậy. Đó là giống như một cái đơn ứng tuyển để mà mình xin thuê cái căn nhà đó vậy á. Nên mọi người chuẩn bị sẵn cho mình những cái reference để mà khi tới đó thích quá điền luôn. Đi xem mọi người cũng nên ăn nói nhẹ nhàng, tạo ấn tượng mạnh với chủ nhà để mà người ta kiểu cảm thấy thiện cảm, nhớ cái đơn của mình, nhớ cái mặt của mình khi mà người ta check đơn, người ta duyệt hồ sơ, người ta nhớ đến là mình là cái người friendly như vậy, thì người ta sẽ cảm thấy là ưu tiên cái hồ sơ của mình hơn. Tại vì bây giờ cạnh tranh quá, mình sẽ phải làm mọi thứ thôi mọi người. Nếu mà mọi thứ ổn định, không có gì thay đổi, có nhiều người là một ngày hoặc là một tuần thì chủ nhà sẽ trả lời lại cho mình là mình có được hay không. Và nếu mà mình được á, thì chủ nhà sẽ đưa cái đơn hợp đồng cho mình ký. Thì mình sẽ tiến đến cái bước tiếp theo, đó là bước ký hợp đồng. Thì mình chỉ có một cái nốt duy nhất, đó là nên sử dụng bản hợp đồng của tỉnh bang. Nếu mà mọi người ở tỉnh BC thì nên sử dụng bản hợp đồng này. Và nếu chủ nhà không sử dụng thì mình nên khuyên chủ nhà sử dụng cái bản hợp đồng này. Đó là cái nốt duy nhất khi mà mọi người ký hợp đồng. Ngoài ra thì cái việc mà đọc kỹ bản hợp đồng xem có gì bất lợi cho mình, xong rồi thương thảo, negotiate với lại chủ nhà thì đó là cái điều đương nhiên rồi. Cái gì mà mình phải ký tên vào thì mình nên đọc kỹ nha mọi người. Khi mà mình đã chấm bút ký xong cái bản hợp đồng đó thì cũng đương nhiên đồng nghĩa với việc là mình sẽ chuyển một khoản tiền deposit cho chủ nhà. Cái khoản deposit này giống như là một cái cọc khi mà trả nhà đó. Chủ nhà xem xét thử xem nhà có bị dơ, có bị hỏng hóc chỗ nào hay không, so với cái lúc mà người ta giao nhà cho mình mà khi người ta nhận lại còn được như vậy hay không. Và người ta có thể trừ vào cái tiền đặt cọc đó và trả lại mình phần dư. Thì khi mà mình đã ký hợp đồng, mình chuyển deposit rồi, chờ đến ngày lấy chìa khóa, kiểm tra nhà cửa, xong rồi dọn vào thôi. Mình lấy cái
chìa khóa nhà thì mình nên kiểm tra kỹ xem là nhà có bị hỏng hóc chỗ nào không. Nếu mà có bất kỳ cái gì hư hỏng mà nó không hoạt động so với những cái gì mà mình ký trên hợp đồng á, mình nên báo liền cho chủ nhà, chụp hình lại, quay video, mình tổng hợp tất cả bằng chứng đó lại, gửi email cho chủ nhà. Để mà khi mình dọn ra, mình có cái bằng chứng là cái nhà nó đã bị sẵn rồi, thì người chủ người ta không có quyền trừ cái khoản tiền đặt cọc của mình. Và đó chính thức là hết cái video này. Nên là mình rất là cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Thực sự là cái video này nó có quá là nhiều thông tin, nó cũng quá là dài đi. Mong là mọi người vẫn còn xem đến đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye.